Bài 19. Vẽ phương trình đường thẳng x 2y -4. Ở đây ta thấy phương trình đường thẳng có dạng ax by c. Ta chưa học phần này, ta cần đưa về phương trình đường thẳng có dạng y ax b. Ta ghi lại đề bài như sau: x 2y -4 và chuyển trừ 2y sang phía bên tay phải và trừ 4 sang phía bên tay trái, ta được phương trình tương đương với 2y bằng x cộng cho 4. Chia hai vế của phương trình cho 2, ta được phương trình tương đương với y bằng 1 phần 2 x cộng 2. Đây là phương trình có dạng y bằng ax cộng b với a bằng 1 phần 2, b bằng 2. Trước khi vẽ đường thẳng y bằng ax cộng b, ta ôn lại phần lý thuyết một tí xíu. Đường thẳng Y bằng AX cộng B cắt trục tung, tức là trục Y tại tung độ là B. Và cắt trục hoành, tức là trục X tại hoành độ X bằng trừ B trên A. A lớn hơn 0, đường thẳng đi lên. Tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một cao dần, hay còn gọi là phương trình đồng biến, hay là A lớn hơn 0, đường thẳng đi lên có a lớn hơn 0 thì đường thẳng đi lên, còn a nhỏ hơn 0, đường thẳng đi xuống. Nghĩa là từ bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một thấp dần, hay còn gọi là phương trình nghịch biến có a nhỏ hơn 0, đường thẳng đi xuống. Để vẽ đường thẳng ta cần tìm hai điểm. Và điểm thứ nhất ta nên cho x bằng 0. Tại sao ta chọn x bằng 0? Vì những số số nào mà nhân với 0 đều bằng 0, rất dễ dàng cho ta. Ta thấy x bằng 0 vào phương trình y bằng 1 phần 2x cộng 2. Vậy, suy ra ta được y bằng 1 phần 2x nhân 0 cộng cho 2. 1 phần 2 nhân 0 là 0 cộng cho 2 bằng 2. Vậy điểm đầu tiên ta có ta đặt là điểm A. Với x bằng 0, y bằng 2. Kế đến, ta cho y bằng 0. Không nhất thiết phải cho y bằng 0. Các bạn có thể cho x bằng số nào khác ngoài số 0 tại vì ta chọn x bằng 0 rồi. Nếu mà nhìn vào đề bài ta nên cho x bằng 2 vì 2 chia cho 2 được 1, ta được 1 cộng cho 2 bằng 3. Nhưng ở đây ta chọn y bằng 0 để cho các bạn thấy tí nữa nó sẽ cắt trục hoành là trục x tại hoành độ x bằng trừ b trên a. Vậy thế y bằng 0 vào phương trình y bằng 1 phần 2x cộng 2, ta được 0 bằng 1 phần 2x cộng cho 2 và giải phương trình này ta được x bằng trừ 4. Vậy điểm thứ hai ta có y bằng 0 và x bằng trừ 4. Ta có hai điểm A và B, dễ dàng vẽ đường thẳng y bằng 1 phần 2 x cộng 2 trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ đường nằm ngang từ trừ x cho đến x được gọi là trục hoành và trục thẳng đứng là từ trừ y cho đến y được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại 0 của mỗi trục. Ta vẽ điểm A trước, có x bằng 0, có y tức là tung, tung độ bằng 2, như vậy nó nằm ở trên trục tung với tung độ là 2 đơn vị. Đây. Kế đến ta vẽ điểm B có x bằng -4 tức là hoành độ là -4 đơn vị, y bằng 0, vậy nó nằm ở phần âm của trục hoành là 4 đơn vị. Ta có hai điểm A và B nối lại ta được đường thẳng y bằng 1 phần 2x cộng 2 hay là x trừ 2y bằng trừ 4 cũng được. Nhưng ta ghi kiểu này cho các bạn thấy đây là hệ số góc của nó là 1 phần 2 lớn hơn 0, đường thẳng đi lên tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải. Đường thẳng đi lên và hệ số góc được xác định từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng đi theo đi lên là đi theo ngược chiều kim đồng hồ đây là hệ số góc 1 phần 2 nhìn lại Phần lý thuyết đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại tung độ là b là b là 2. Đây, nó cắt trục tung tại tung độ là 2 và cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ -b trên a. Trừ -b tức là trừ 2 chia cho 1 phần 2, tức là trừ 4. Đây. Như vậy, kiểm tra lại với phần lý thuyết, ta thấy mình đã vẽ đúng. Vậy đến đây mình đã giải xong bài 19. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp. Bài 20. Vẽ phương trình đường thẳng 3x cộng y bằng 3. Ta thấy đây là phương trình đường thẳng có dạng AX cộng BI bằng C. Ta chưa học đến phần này. Ta nên đưa nó về dạng Y bằng AX cộng B. Ta ghi lại như sau. 3X cộng Y bằng 3 và chuyển 3X sang phía bên tay phải là trừ 3X. Vậy phương trình tương đương với Y bằng trừ 3X cộng 3. Đây là phương trình có dạng Y bằng AX cộng B với A bằng trừ 3, B bằng 3. Trước khi vẽ đường thẳng, ta ôn lại phần lý thuyết. Phương trình đường thẳng Y bằng AX cộng B cắt trục tung, tức là trục Y, tại tung độ là B, tí nữa nó cắt tại 3. Và cắt trục hoành tại hoành độ X bằng trừ B trên A, trừ B, tức là trừ của 3 là trừ 3, trên cho A là chia cho trừ 3 tức là 1. Và nếu A lớn hơn 0, đường thẳng đi lên, nghĩa là tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải đường thẳng mỗi lúc một cao dần, hay còn gọi là phương trình đồng biến A lớn hơn 0. Có A lớn hơn 0, đường thẳng đi lên. Còn A nhỏ hơn 0, đường thẳng đi xuống, tính từ phía bên tay trái sang phía bên tay phải, đường thẳng mỗi lúc một thấp dần hay còn gọi là phương trình nghịch biến với A nhỏ hơn 0, đường thẳng đi xuống. Ở đây ta có A bằng 3. Như vậy tí nữa đường thẳng của ta sẽ vẽ là đi xuống. Để vẽ đường thẳng ta cần tìm hai điểm. Và dễ dàng thì ta nên cho x bằng 0. Vì những số nào nhân với 0 đều bằng 0. Vậy thế 0 vào phương trình y bằng trừ 3x cộng 3. Suy ra ta được y bằng trừ 3 nhân 0 cộng cho 3. Chữ 3 nhân 0 là 0 cộng cho 3. Vậy ta được 3. Điểm thứ nhất ta đặt là A với x bằng 0 với y bằng 3. Và điểm thứ hai là ta chọn làm điểm B, ta nên cho y bằng 0. Không nhất thiết phải cho y bằng 0, các bạn có thể thế y bằng x cũng được. Hay là bất cứ số nào cũng được, hoặc là để y bằng số 4, 5, 6, 1, 2, 3 tùy theo các bạn thích. Và ta thế y bằng 0 vào phương trình y bằng trừ 3x cộng 3. Tại sao ta chọn y bằng 0? để tí nữa cho các bạn thấy nó sẽ giống cái phần lý thuyết là nó cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a nên ta chọn y bằng 0. Chọn y bằng 0 thế vào phương trình y bằng trừ 3x cộng 3. Suy ra ta được 3x bằng 3. Nha. Thế vào và ta giải ta được 3x bằng 3. Và chia hai vế cho 3 ta được x bằng 1. Như vậy điểm thứ hai ta có gọi là điểm B với y bằng 0 và x bằng 1. Vậy ta đã tì, tìm hai điểm A và B để vẽ đường thẳng. Ta vẽ trên trục tọa độ như sau. Đây là trục tọa độ từ trừ x cho đến x, trục nằm ngang được gọi là trục hoành và từ trừ y cho đến y, trục thẳng đứng được gọi là trục tung. Hai trục này vuông góc với nhau và cắt nhau tại 0 của mỗi trục. Ta vẽ điểm A trước, có tọa độ là x bằng 0, y bằng 3 như vậy nó sẽ cắt trục tung với tung độ là ba đơn vị ở phần dương của trục tung là nó nằm ở phần dương của trục tung ba đơn vị kế đến điểm B có x bằng 1 và y bằng 0 như vậy nó sẽ cắt trục hoành x là trục hoành ha tại phần dương của trục hoành một đơn vị ta đã có hai điểm A và B nối lại ta có đường thẳng y bằng trừ 3x cộng 3 hay là 3x cộng y bằng 3 cũng được. Và nếu mà ta ghi y bằng trừ 3x cộng 3 thì dễ dàng cho cho, cho ta thấy hệ số góc của nó là trừ 3. Hệ số góc được xác định từ trục nằm ngang hay là trục hoành cho đến đường thẳng vì đây là chiều âm nên nó đi xuống bằng trừ 3 đơn vị và kiểm tra lại so với phần lý thuyết đường thẳng y bằng ax cộng b cắt trục tung tại tung độ là b b là 3 như vậy nó cắt trục tung là trục thẳng đứng là ba đơn vị và cắt trục hoành tại hoành độ x bằng trừ b trên a tức là trừ b là trừ của 3 trên cho a là trừ 3 như vậy là một đơn vị vậy nó cắt ở đây là một đơn vị trục hoành kiểm tra lại với cái phần lý thuyết ta thấy ta đã làm đúng Vậy đến đây ta đã xong bài 20, hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và cũng đừng quên chia sẻ với các bạn khác cùng lớp.